Hello, chào mừng các bạn đã quay lại với video của mình nha. Trời ơi, hai team bay chung một chỗ đây hả? Đây, S12K rồi, xuống lùa thôi các bạn à. Chạy, chạy đi đâu? Đứng lại bạn ơi. Ơ kìa. Ôi. Thôi. Ôi ôi, cầm SLR. Này, thì chơi hả bạn? Chạy đi đâu này bạn? M416. Chạy nè, chưa có súng. Ô, thanh niên làm cái gì đây? Làm cái gì đây? Cầm M16 hả? Chặt giò đi. Mình nóc 3 rồi, còn một thôi, nhưng mà sao mà nhiều tiếng trăng vậy? Ôi, M7 số 2 luôn. Trời, súng như này mà bạn kia không nhặt à? Chạy nữa nè, mở cửa ra đây. Ơ, à, trời, thôi, cầm cháo là hết đường rồi. Cầm cháo là chỉ có chết thôi bạn. Nghe tiếng trăng ở đâu đây? Thằng tiên nào trốn đây? Ok, như vậy là mình đã clear một team rồi các bạn à. Nón một này nhưng mà vẫn chưa có giáp. Máu thì hơi yếu một tí. Mình nghe tiếng trăng ở đầu bậc thang. Hình như là team bên ngoài công vô mình. Vô đây mấy bạn, vô hết đây luôn đi, mình có súng rồi, không sợ. Ôi, giáo dịu vậy, một con bot nha. Trời ơi, thanh niên đánh cả bot hả? Có con bot thôi mà cũng dám đứng đất KS của mình. Ok, đồng đội nè, cứu nè. Trốn sau cửa, mình lên luôn. Chạy đi đâu? Bên nhà giáo có tiếng súng. Đây là team hồi nãy nhảy nhà sơ bên ngoài đường nhé các bạn. AK. Đó. Bên khu nhà K, nhà A, nhà máy thì tùm lum tiếng súng hết luôn. Không biết đâu mà lần. Ôi. Trời ơi. Các bạn nghe chưa nè, trên tầng 2 này có tiếng chân luôn. Trời ơi, bạn nào đây? Sao lại còn cầm cháo đây? Hồi nãy mình nhớ là mình giết một bạn cầm cháo rồi, nhưng bây giờ vẫn còn một bạn nữa cầm cháo. Chạy bot hả? À, bot thật nha các bạn. Mình tưởng là bot giả nhưng mà thật ra là bot thật. Thật giả lẫn lộn. Trần giáo không có ai. Mình nghe tiếng thuốc nét. Nét này là chắc là tên nhà sơ bên trong rồi. Chạy vô đây bạn ơi. Tóc một rồi, còn một bạn áo đen. Ok, ok, ra đây mà chơi bạn. Tiếp tục nóc nhé các bạn. Ôi, hai tiếng trăng, đồng đội đang lên để cứu này. Mình sẽ ngồi đây kê. Chạy đường nào cũng mình cũng chơi được hết. Rồi, lên tầng 2. Bằng đường cầu thang trước mặt mình đây. Ra đây bạn ơi, đúng rồi nè. Yếu tiếp nè. Ôi, hai bạn cuối của team này đều yếu hết rồi nha, mình sẽ công bạn bên phải này trước đi. Trốn đây hả? Có một bạn bên nhà, bên phòng đối diện nữa thôi. Ok nè, sau cửa. Chơi gọi là xanh chín luôn nha các bạn. Sau cửa là mình bắn xuyên cửa luôn, nát cửa chết luôn. Đó. Giờ đây là còn team bên nhà máy. Với nhà K, nhà A thì chắc là chưa công qua. Ôi giàu rồi các bạn à. Quá giàu luôn, mình giàu lắm rồi. Nhưng mà còn thiếu cái tay cầm. Súng ống đạn thì đủ nhưng mà tay cầm thì còn thiếu. Ồ, khu nhà ca bắn nhau. Đó, mình thấy rồi nè. Vẫn chưa chịu công qua mình. Đang trốn. Lo làm cái gì không biết. Ra đây bạn. À, công mình luôn, ok. Thiếu rồi nè. Ôi, anh ơi, từ. Bình tĩnh thôi. Làm gì mà bắn mà vội mà vàng vậy? Mình mới có chạy qua thôi mà bạn kia bắn mình muốn chết à. Bạn cứ tình hình là không có bình thường được rồi nha ha. Trốn đây hả bạn ơi? Tưởng mình không nghe tiếng chân hay sao đó, trốn đây. Ok, mà tự dưng hồi nãy là mình nghe có tiếng súng bên khu nhà sơ nha. Một tiếng súng là thật là bất ngờ luôn đó. Gì đó, cầm cái gì bắn đó. Giả bot hả? Lại thêm một thanh niên nữa giả bot các bạn à. Trời ơi, mình đây là gọi là thánh dược bot mà cứ giả bot à. Đó, bot thật kìa. Nhưng mà bot này là bot khác. Đó, cái mà thanh niên mà đang bắn Winby nghe tạch nè các bạn, là bot thật nha, không phải là bot giả. Để xem thử đi. Có khi nào là bạn này là đang trốn ở bên trên trên nóc sông thượng này. Nghi lắm mà nha, để mình lên bên trên mình chết phát đi. Xong rồi mình sẽ, nếu không có mình sẽ vào bên dưới nhà.
chưa thấy đâu hết. Ok, vào bên trong nhà thử nha các bạn. Rồi, thanh niên ngồi im luôn, không di chuyển gì hết. Đó rồi, mới nói xong cái là bịch 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 như con vịt. Trốn ở đâu đây? Ôi, một pha xử lý đi vào lòng đất. Chạy, ôi. Rồi, tí thì ra ta thành là hai pha xử lý đi vào lòng đất luôn anh em ơi. Ok rồi, như vậy là mình đã clear quân sự rồi, bây giờ đi lấy xe vô bò thôi. Ôi, các bạn thấy không, trận này nè 16 kill ở quân sự nè, quá đã luôn. Đây là cái căn nhà sơ ở giữa, gọi là tàn sát cả map của quân sự đó. Các bạn thấy video này hay thì bấm cho mình một like đi chứ chần chờ gì nữa. Đây một chiếc Dacia bên ngoài đường luôn, 16 kill mà bây giờ còn lại 33 người. Bo về quân sự, bo đây thì bây giờ mình cũng chạy ra bên ngoài đảo mình chơi luôn nhá, mình đi săn người không cam cầu đâu, quyết tâm là trận này lấy 30 kill. Thính gì đâu mà rơi nhanh đi chứ. Ok rơi rồi. Bên hướng ngoài biển đó. Mình sẽ đi ăn cái hồng thính này xong rồi mới vô bò nha các bạn. Lấy cái giáp ba nóng ba cho nó chắc cú. Thấy biển luôn. Rồi như thế này mình bây giờ mà đi ăn nha. Ăn mà có team nào tới thì coi như là vĩnh biệt cũ luôn. Nhưng không sao, mình đã có một cái chiến thuật đề ra. Nếu mà lát nữa team kia là mình sẽ bơi ra chỗ cái vịnh đá này. Các bạn thấy không, mình bơi ra cái chỗ cái vịnh đá bên phải đó, mình trốn xong mình lên bên trái đó mình cong ngược lại. Mà cái chỗ này không lặn được nha. Ô, thôi ăn nhanh rồi té các bạn à. Chứ đứng đây là chết, không có lặn được, mình không có lặn xuống dưới được. Đi như là mình cũng rùa như thế này, địch nó tới nó cho một viên AK vô đầu của người, gọi là chịu chết thôi chứ làm gì được. Thôi đi, đi 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 đi, không có team nào tới. Sợ thôi chứ mà cái hồn thính này rơi như thế này thì không có team nào tới ăn được đâu. Tại vì nó rơi dưới này thấp quá, địch chạy bên trên không có thấy khói. Chạy hồi mai giờ muốn mòn hết cái đích rồi mà vẫn chưa tìm thấy một bạn nào là sao. Ôi đây rồi, nhà này. Tưởng không có nữa thôi, chắc mình đi đào đốt xe mình tự tử luôn. Ok, một bạn áo trắng. Nhà bên phải có người luôn. Một nét là chết nhé bạn. Không chết. Thôi xử thanh niên bên này đi. Đó, yếu máu rồi này. Đang quắn băng đét. Quắn cái gì mà quắn hả? Đồng đội qua đây luôn. Thôi gạt dò nhá. Thôi báo vị trí của mình, lên đây. Lên đây là lên luôn. Lên luôn là bắt con gà. Bắt con gà được cho vô nầu. Còn nữa không? Không còn à? Tình hình là chỉ có hai bạn ở khu nhà này thôi. Hết rồi. Ok, hết rồi, hết rồi. Nếu mà có đồng đội thì mai giờ đã công qua mình rồi. Mình đi bo tiếp tục đi săn người thôi. Trận này tiếc ghê đó các bạn à. Mình clear quân sự 16 kill nhưng mà bây giờ mới có 18 kill à. Mình chạy hồi mai giờ muốn chết tìm được đúng hai thanh niên trốn ở khu nhà đây. Giờ còn có 10 người nè. Và là trận này mình không đạt được 30 kill như chỉ tiêu đầu game rồi. Đã vậy còn một thanh niên vừa bị chết AK nữa. Giờ tìm ở đâu đây, mình chạy hết khu farm rồi đó. Bo về farm nữa nè. Có dead zone luôn. Thôi qua chỗ thính nha các bạn. Mình qua thính đi, biết đâu có team nào tới. Ăn thính xong rồi mình tận dụng cơ hội này mình lụm luôn. Ôi ôi gì đó gì đó. À, đồng đội của hai bạn hồi nãy qua đây cứu trả thù. Muộn rồi các bạn à. Muộn rồi Diễm ơi. Nằm cỏ nè. À thanh niên lên rồi, lên rồi. Thanh niên lên chỗ cục đá. Còn một bạn kia thì đẩy xe ra sau. Sợ mình phá xe. Ai thèm cái xe cùi bắp cùng mấy bạn quá đi. Xe bắp ghi mà mình thèm quá đi, mình đem đi giấu. Nào ra đây, đang cầm cái ốp nè. Ra đây. Khứ thanh niên bên cục đá trước nha các bạn, cho khỏi là gây thiệt hại cho mình. Nhưng mà hơi khó công nét tại vì mình sợ cái bạn đằng xa bắn mình nên là mình không có công nét được. Đó, nên là phải giết cái bạn đằng xa nè, ngó ngó nè. Ngó cái gì, ôi kìa. Sao một viên ốp bạn lại gục ngã rồi. Yếu máu sẵn rồi à, khổ thân. Rồi, giờ mình lượn sang bên phải cái là mình lụm bạn bên này nữa là quăng nét cái gì nữa mà quăng. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Ok chưa nè, 20 kill rồi, còn lại 7 người. Đi thôi các bạn à. Tiếp tục, trận này quyết tâm 27 kill đi.
Không lẽ ôi, đứng lại đi, đừng có chạy. Đi nè. À được, quay đầu là bờ. Quay đầu là bờ và gặp mình là xuống địa luôn. À, bỡ xe rồi, yếu máu lắm rồi mà không nóc ai. Chạy nè. Ok kìa. Đó, cuối cùng thì cũng nóc được một bạn các bạn. Chứ mà không lẽ mà không nóc được thì không trong pha này được nhá. Mình lên nhà thanh niên nóc này xong rồi mình lẫm luôn hai bạn cuối bên dưới đây. Ok chưa, chiến thuật lại đề ra như vậy nha. Nhưng mà nếu mình chết thì các bạn cũng đừng có cười nhá. Chết này, ôi, cái gì vậy? Lòi đâu ra cái bạn mặc đồ khỉ thế? Đứng bên ban công mình không thấy nha. Nhảy xuống rồi, qua đây. Lâm khôn cái gì? Lâm khôn bên phải đó. Gạt giò, phải báo vị trí này. Ôi trúng luôn kìa. À giờ, rồi làm sao này, giờ các bạn làm sao? Còn hai bạn chạy đi đâu? Xuống dòng bên trái móc mình à. Xưa rồi. Người ta có câu xưa rồi, Diễm ơi. Và bạn này lại lặp đúng cái câu đó là sao? Còn một nè. Hết tết mất tiêu rồi. Ui, mình nhặt chính quả sầm ốc luôn. Đang trốn à? Hình như còn đúng không? Đây còn một cái bom lửa này, mình sẽ cho vào ở chỗ đây thử đi. Thử là thanh niên có trốn ở đây không. Không có, trong phòng nhỏ. Tiếc ghê, dùng được một quả bom lửa nữa thôi là mình lẫm cái thanh niên này gọn nhẹ liền. Ô, gì á, gì á? Cái gì trời ơi, sao là mình đứng bên dưới cầu thang mà lửa lại đốt mình được? Chơi gì mà ảo vậy? Lửa ảo thế? Rõ ràng lúc đầu mình lên là lửa không đốt, nhưng mà mình lên lần thứ hai lại lửa lại đốt mình nữa. Quăng gì đó bạn? À quăng sờ móc che tầm mắt mình hả? Thích, bạn thích tạo ảo giác đúng không? Nhưng mà sao lại quăng bên này? Thích tạo ảo giác đúng không? 3 kill nữa nè, 23 kill, còn lại 4 người. Ok, 4 người thì mình là sẽ giết hết thì được 27 kill. Hơi bị tức tí là 16 kill quân sự, nhưng mà tìm người khó quá các bạn à. Ở thanh niên bỏ úp bên này rồi, bỏ đâu rồi? Thời buổi nào còn giấu súng này đó. Chết rồi thì để lại cho địch gọi là nó bắn đi chứ. Trận này mình có ăn uống gì được nữa đâu mà đem đi giấu. Khổ. Có bộ đồ khí này không thèm nhặt luôn đó. Giấu gì với chả diếm. Ok đi thôi. Ôi mai giờ mình quên mất các bạn à. Cái trận này là mình bắn cái set đồ Poseidon Hero, tức là sứ giả của Poseidon này đó. Cái bộ màu đỏ mình đang mặc. Mà mai giờ đầu game mãi bắn nhau, quá là nhiều địch luôn nên là mình quên giới thiệu. Ok thì thôi, bây giờ lỡ rồi tới đây thì đó. Anh hôm nay là mình trải nghiệm cái set đồ sứ giả Poseidon thánh giáp màu đỏ này đầu tiên nhá. Hiện tại là mình đang có 4 bộ luôn mà. Nên là trận này mình sẽ bắn cái bộ này trước, rồi ngày mai mình bắn cái bộ màu xanh, một bộ màu tím, màu hồng, màu đỏ, màu tầm lâm màu hết. Nhà đây trong bo nè, mình sẽ qua đây thử đi. Ôi có tiếng xe. Tiếng xe McLaren nhé các bạn. Ngon luôn. Còn 4 à. Khả năng team này là team cuối luôn. Lên đây nè bạn ơi. Một khi đã lên là chỉ có chết thôi, chứ không có quay đầu đâu. Người ta gọi là quay đầu là bờ, nhưng mà gặp mình là quay đầu là thấy luôn à. Bộ nha các bạn. Ôi ôi, team 4. Càng. Đấy, thanh niên làm cái gì? Làm cái gì hả? Gạt giò cái nhẹ đi. Ôi chú. Còn 3. Mình nghe tiếng chân rồi, đang ở đối diện. Thanh niên đang muốn vô cứu lắm rồi. Dòng sang bên này làm gì nhau? Làm gì nhau nè? À, cứu hả? Chạy nè, ôi, clear luôn. Vậy là team này chỉ có 3 người thôi. Quá dễ cho mình. Bây giờ là chỉ còn một. Top 1 27 kill nha các bạn ơi. Cầm cái ốp nhập một đống đạn nhưng mà chưa bắn được viên nào hết trơn. Tiếc ghê. Còn có một thanh niên gọi là cuối cùng, nhưng mà trốn gì đâu mà kỹ quá, kỹ luôn. Bo thu vào biển này, mình chạy ra ngoài biển đi. Có khả năng là thanh niên này, ôi kìa. Đang tính nói thanh niên nằm ở ngoài bờ biển nha các bạn. Thôi, đưa bạn này về thiên đàng với một viên ốp nha. Ok, 27 kill, trời ơi, bạn này tên AW .. 4 luôn nè. Thế là chết bằng cái AW này là quá xứng đáng luôn. Còn gì bằng nữa.
Vậy là clip hôm nay mình kết thúc ở đây với là top 1 27 kill. Các bạn thấy video này hay thì đừng quên là bấm cho mình một like và một lượt đăng ký kênh nha. Đăng ký kênh để ủng hộ mình ra những clip mới. Cảm ơn các bạn đã xem clip này. Bye bye. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày hôm sau.